Phương pháp thứ ba, đây là phương pháp giúp cho tôi kiểm soát cảm xúc, gạt bỏ những cái cảm xúc lo sợ, hồi hộp, bồn chồn. Phương pháp này nó cũng giúp cho cái tâm trí của tôi nó bình yên lại, nó tĩnh lặng lại, an lành hơn. Bây giờ tôi sẽ đi áp dụng phương pháp thứ ba. Ok anh em đi theo tôi. Phương pháp này sẽ giúp cho các anh em loại bỏ được những cái nỗi lo, nỗi sợ. Khi anh em áp dụng phương pháp này thì nó còn mang lại cái sự thuận lợi, may mắn cho các anh em. Ok, bây giờ tôi sẽ bước vào phương pháp thứ ba, đó là sám hối, trì chú và hồi hướng. Con xin chí thành đảnh lễ chư Phật mười phương thế giới cùng các bậc đạo sư quá khứ và hiện thời. Con từ vô thủy các kiếp nghiệp chướng nặng nề, tham sân kiêu căng, si mê lầm lạc, nay con học pháp tự thấy lỗi lầm, thành tâm sám hối, nguyện tránh việc dữ, nguyện làm việc lành, kính xin chư Phật từ bi gia hộ cho con thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng được an vui, tinh tấn tu tập, Phật pháp nhiệm màu, giải thoát luân hồi, minh tâm kiến tánh, trí tuệ thấu suốt, thần thông tự tại, cứu độ hữu tình, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, tất cả chúng sinh trọn thành Phật đạo. Con nguyện đem công đức tu tập này cúng dường Tam Bảo, Phật pháp tăng, hồi hướng chúng sinh trong pháp giới, đời đời yên vui tu chánh pháp, viên mãn phúc huệ và thiện căn, mọi sự như ý hằng cát tường, vô thủy nghiệp tận, tâm thanh tịnh, chứng đắc thành tựu đạt giải thoát. Pháp tướng vốn bản lai thanh tịnh, tự tính đều nhậm vận tùy duyên, trụ trong khắp cõi vô biên, mười phương thế giới an nhiên cát tường. Lễ Phật bảo cúng dường pháp bảo, cùng hà sa vô lượng thánh tăng, thành tâm định lễ nguyện rằng, chúng con hết thảy được năng cát tường, đức độ mẫu Phật vương cát diệm, đức đạt được ức thành tựu Như Lai, từ nghiêm đức Phật Thế Tôn, thiện danh thánh đức Phật Tôn vô nghỉ, thảy bao ý niệm nghĩ suy, danh văn quảng đại gia trì chúng con, như tu di thắng được danh văn đức Phật Tôn, lân mẫn chúng sinh từ bi thắng được Phật Tôn, sở tác như ý thắng được danh văn Phật Tôn, vừa nghe danh hiệu vang lên, tức thời tăng đức tăng thêm các tường, tâm trí thành cúng dường định lễ. Nguyện hồng danh Bát Đại Thiện Thế Phật, Văn Thù Đồng Tử Cụ Đức Đại Thế Chí, Thành Quán Thế Âm Hộ Hữu Di Lặc Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Trừ Cái Chướng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Phổ Hiền Vương, Trí Tâm Kinh Lễ Pháp Bảo Cát Tường, Chấp Bố Ba La Chủ Bạch Liên Long Thọ, Chân Bảo Nguyệt Luân Bảo Kiếm Nhật Luân, Giữ Thiện Pháp Ấn Cát Tường Bát Thánh, Xin Cúng Dường Chư Phật Mười Phương, Tâm Nguyện Thiện Thành Tựu Gia Tăng, Bát Đại Cát Tường Thiên Nữ Con Kinh Lễ, Đại Phạm Thiên Đại Tự Tại Biến Nhập Thiên, Đế Thích Thiên Vương Chỉ Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương Long Vương Quảng Bộ Thiên, Đa Văn Thiên Vương Mỗi Vị Cầm Pháp Quỷ, Pháp Luân Kích Trưởng Đoạn Kiếm Chảy Kim Cương, Tỳ Bà Trường Kiếm Tháp Báu Cờ Thắng Vương, Thiện Diệu Cát Tường Tăng Trưởng Trong Tam Giới, Tám Đại Hộ Pháp Thế Gian Con Kinh Lễ, Bấy Lâu Nay Ác Nghiệp Tạo Nên, Trường Ngăn Não Hải Nay Xin Tiêu Trừ, Nguyện Cầu Tăng Trưởng Không Dư, Tùy Tâm Thành Tựu Được Như Sở Nguyện, Cát Tường Như Ý Thiện Duyên, cầu xin sớm được chu viên mọi đường. Vừa rồi là tôi có đọc bài sám hối và bài cầu xin. Bây giờ tôi sẽ đọc bài nguyện gieo trồng gốc rễ điều lành. Còn kính lạy chư Phật, chư Bồ Tát khắp cả mười phương, nay con xin phát tâm vô thượng Bồ Đề, nguyện hồi hướng như sau: tất cả chúng sinh mạnh hiền vô biên như trời cao, đặc biệt là những người cản trở hãm hại con trên con đường tu tập giải thoát, nguyện cho tất cả luôn được an vui xa lìa đau khổ,
Nguyện cho tất cả luôn có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Nguyện cho tất cả không sót một ai đều đạt giác ngộ toàn hảo viên mãn. Bây giờ tôi sẽ đọc thần chú nghi thức cúng giảng. Con kính lạy chư Phật, chư Bồ Tát khắp cả mười phương. Nay con xin dâng toàn bộ vũ trụ này lên các ngài. Ta diya tha puridam ratna mandal kam diya tha yami. Ta diya tha puridam ratna mandal kam diya tha yami. Ta diya tha puridam ratna mandal kam diya tha yami. Hôm nay tôi sẽ đọc các câu chú bằng tiếng Phạn của các vị Phật. Đầu tiên sẽ là vị Phật Mẫu Chuẩn Đề. Con xin kính lễ Phật Mẫu Chuẩn Đề, xin Ngài ban cho chúng con sự viên mãn về thế tục và giải thoát. Con xin tụng đọc thần chú của Ngài. Tôi sẽ đọc 21 biến, 21 lần. Chale chule chunde soa. Om 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 chale chule chunde soa. Vị tiếp theo sẽ là Đức Phật Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Con kính lạy Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, xin Ngài ban cho chúng con trí tuệ sáng suốt để chuyển hóa vô minh tà kiến, chặt đứt những ý niệm chấp ngã để chứng đắc chân tâm. Con xin tụng đọc thần chú của Ngài. Om Arapasanari. 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 Đấng không chút khiếm khuyết, thân sắc trắng đỉnh đầu trang nghiêm, Đức Phật toàn hảo, Ngài nhìn chúng sanh với đôi mắt từ bi. Con cầu nguyện Ngài Đức Quán Thế Âm, nguyện con với hết thảy chúng sanh không sót một ai đều có thể đạt trạng thái giác ngộ toàn hảo viên mãn như Ngài. Con xin tụng đọc thần chú của Ngài.
Om Mani Padme Hum. 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 Con kính lạy Đức Phổ Hiền Bồ Tát, chúng con xin tán thán những hạnh nguyện của Ngài. Xin Ngài ban cho chúng con những đức hạnh siêu việt như Ngài. Con xin tụng đọc thần chú của Ngài. Samaya Sapayo, 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 Samaya Sapayo. Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, xin Ngài ban cho chúng con sự sáng suốt, dũng mãnh, vô ý như Ngài, để chúng con có thể chiến thắng chính mình. Con xin tụng đọc thần chú của Ngài. Om Brahmanidani Soa. 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 Con kính lạy Đức Phật Kim Cang Tát Đoà, xin Ngài tịnh hóa nghiệp và mọi phiền não cho con và tất cả chúng sinh. Con xin tụng đọc thần chú của Ngài. Om Benzo Satong. Om
Om Om Benzo Satom 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 Con kính lạy chư Phật, chư Bồ Tát khắp cả mười phương. Xin các ngài ban cho chúng con sự bảo hộ để chúng con có thể dẹp trừ ma chướng, phá tan si mê, sớm đến với Phật quả giải thoát. Con xin tụng đọc tâm chú thủ lăng nghiêm. Chú thủ lăng nghiêm mình sẽ đọc bảy biến. Tariyata umanalaya nale visara visara banda 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 ni banda ni vaira vajira pani fat om rum fasoa Tariyata umanalaya nale visara visara banda 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 ni banda ni vaira vajira pani fat om rum fasoa Tadiyata om manalaya nale visara visara banda banda bandani bandani vaira vajira pani fat om rum fasoa Tadiyata om manalaya nale visara visara banda banda bandani bandani vaira vajira pani fat om rum fasoa Tadiyata om manalaya nale visara visara banda banda bandani bandani vaira vajira pani fat om Rum fasoa Tariyata umanalaya nale visara visara banda banda bandani bandani vaira vajira pani fat om rum fasoa Tariyata umanalaya nale visara visara banda banda bandani bandani vaira vajira pani fat om rum fasoa Con kính lạy Đức Phật Dược Sư, nay con xin đọc thần chú của Ngài. Nguyện cho con và tất cả chúng sanh đều có thể chữa lành thân bệnh và tâm bệnh, đều có thể đạt hạnh phúc của thế tục và hạnh phúc viên mãn của giải thoát. Con xin tụng đọc thần chú của Ngài. Bekanze bekanze maha bekanze ratta samukha te soha Tadiyata om bekanze bekanze maha bekanze ratta samukha te soha Tadiyata om bekanze bekanze maha bekanze ratta samukha te soha Tadiyata om bekanze bekanze maha bekanze ratta samukha te soha Tadiyata om bekanze bekanze maha bekanze ratta samukha te soha Tadiyata om bekanze bekanze maha bekanze ratta samukha te soha Tadiyata om bekanze bekanze maha bekanze ratta samukha te soha Con kính lạy Đức Phật Jambala, Ngài là hiện thân của sự từ bi và thịnh vượng. Xin Ngài ban cho chúng con sự giàu có sung túc của thế tục và hạnh phúc, an vui trong tu tập. Con xin tụng đọc thần chú của Ngài.
soa om membala yalen raya 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 soa. Con kính lạy chư Phật, chư Bồ Tát khắp cả mười phương cùng đất không gian. Xin các ngài thể hiện ban gia trì cho tất cả chúng con thành tựu thân kim ánh sáng, được tái sinh cõi lành, sớm đạt giác ngộ giải thoát. Con xin tụng đọc thần chú của chư vị Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nương vào những thiện hạnh con đã thực hiện được, nương vào lực gia trì của các bậc chiến thắng, nguyện cho tất cả chúng sinh trong khắp cõi luân hồi sẽ được dẫn dắt đến trí Phật toàn hảo. Nguyện cho con sẽ sớm đạt được Phật quả viên mãn. Nguyện cho tất cả chúng sinh sẽ sớm thành Phật đạo. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi trí chú ngày hôm nay có được bao nhiêu công đức, con xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh trọn thành Phật đạo, có duyên đến người trí Phật. Con cầu xin trời Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, thần linh, tổ tiên phù độ trì cho con thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, bệnh tật tiêu tan, cuộc sống gặp nhiều may mắn hạnh phúc, giúp cho con có sức khỏe của trí tuệ, hướng cho con đi con đường đúng, làm những việc nên làm, trở thành người tốt, lan tỏa được nhiều tình yêu thương, năng lượng tích cực,
chia sẻ nhiều kiến thức, giúp đỡ được cho nhiều người. Con xin trời Phật, thần linh, tổ tiên phổ độ chỉ đường dẫn lối cho con xin cảm ơn. Ok anh em, vừa rồi là buổi trì chú của tôi khoảng tầm ngót nghét 30 phút. Thì buổi trì chú này, trong lúc trì chú thì tôi cố gắng tập trung duy nhất vào các câu chú. Và sau khi trì chú xong thì tôi hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh, cũng như là cầu xin. Mong muốn duy nhất của tôi là cầu xin các vị hướng dẫn cho mình đi cho đúng đường, làm những việc nên làm, trở thành người tốt, lan tỏa được nhiều tình yêu thương, năng lượng tích cực. Thì cái phương pháp này nó cũng giúp cho tôi bình tĩnh, tự tin, loại bỏ được những lo sợ, hồi hộp hay là những cái sự hoang mang, không biết mình phải đi con đường nào, làm những việc gì, đưa ra quyết định nào trong cuộc sống. Thì khi tụng kinh trì chú, tôi có cầu xin nhờ các vị hướng dẫn chỉ đường, giúp cho mình làm đúng việc nên làm, đi đúng hướng nên đi, trở thành người lan tỏa được nhiều năng lượng tích cực giá trị.